Nhìn thấy khủng khiếp không? Tuần mưa đấy, mát lắm. Vừa nãy thì nắng thì kinh khủng luôn. Cứ phía đều có mưa. Đấy, nhìn kinh. Dã man này, chỉ có mấy phút thôi mà nó kéo khiếp. Vừa xong đấy, vừa xong trời vẫn còn nắng. Dã man luôn. Đấy, thì hôm nay là một ngày khá thành công. Về quê và chuyển được mấy cây. Có cây nhãn này hay đấy. Nhãn hàng độc đáo. Độc đáo. Yeah. Mát rời khoe các bác. Đây, còn cái tùng nữa đây. Cái tùng thì vì là nó nắng mà vừa thay chậu để cho mát đi. Cái tùng, tùng cối và cái tùng và cây mai chưa thì hai ok. Bây giờ đi vào còn cái ổi thì tốt lắm, xanh tốt lắm. Thì đi vào mấy cây trong nhà ít thôi bác, ở quê ít có vài cây thôi mà. Đấy, cây du rồi, du vàng quả chót. Có cái ổi này hay này, cái ổi rất lùn đấy, thích cái ổi. Cái ổi này khá thích, nó đầm, nó lùn lực, nó đầm. Đấy, nó lùn lực, nó đầm và nó tự nhiên các bạn, chứ không có cao to vạm vỡ gì, lùn mà đầm. Quả đây, quả. Cứ nuôi ổi mà cứ nuôi thả tay là có quả. Thì mình nếu mà mình cắt vào cái mầm quả thì làm sao có quả này. Còn ổi thì rất dễ có quả, chẳng bón sới gì lại có hoa có quả, kiểu như là sinh ra nó phải có quả. Dòng cây rất dễ, nó không sung sung có cây không, dễ có cây thì khó. Đó, vừa rồi nắng ngất kinh mà vừa mới tưới được một lượt rồi, lại tưới được rồi thì lại kéo cơn mưa. Úi rồi, sorry các bác. Nhưng mà làm cái cây này quay lại thì bác xem nó lùn ấy, chỉ tầm 30 phút thôi. Gốc cứ to. Đấy, cây chắc thì khủng đấy. Nuôi ít cỏ thì mát gốc. Chắc rất khủng. Sáng rớt luôn. Sáng rớt. Cắt cái lá này ra thơm thơm, mùi thơm thơm dịu dịu. Cái xi đây các ông ạ, hôm quay trời tối đấy các bác, thì chính thức cái lúc mưa về tôi nghĩ nó là xi trắng, nhưng mà giờ tôi kiểm tra nó không phải, nó lai lai, nó gọi là xi hồng cũng đúng, nó lai lai giữa hồng, đây này hồng, nó không hồng đậm nhưng mà nó có hồng, chứ không phải trắng đâu nhé. Và lá này rất là đẹp, lá cây này thì rất là đẹp. Nha. Lá rất đẹp. Để riêng. Để riêng. Trong nhà cái đứa bé nó mở TV ồn. Mặt kia cũng đẹp nhưng mà mặt kia sâu hơn, còn mặt này thì rất là vững chãi, rất là vững chãi. Rất hay, già tận chi dần. Trước quay ban đêm nó không nhìn rõ, rồi tôi quay ban đêm.
Tôi rất thích cái lá của nó, nhìn nó như lá ngọc, búp ngọc, rất là dễ chịu. Nó tròn, nó không quá to. Cái xì tía của mình lá rất to, lá này không nhọc không to, cái này là cùng, mà nó tròn tròn. Xì đồng tiền thì cũng con em, xì gì thì xì cũng là xì đồng tiền hết, các bác nhỉ? Bệ của nó thì khủng khối rồi. Ở chỗ này quay cái vách nhìn cứ sâu thăm thẳm nền đá kinh khủng. Thôi ok, để sang bên cái sung này tỉa tỉa chút các bạn, sung tủ quá đây. Cái này thì răn sau nó dày như cái ô luôn. Tỉa cái sung để đón mưa luôn. Thank you.
Ôi, vừa xong cũng lúc mưa, đẹp chưa các cụ? Rất đẹp nha, mưa rồi. Chạy thôi. Càng con thì huyền tính. Mưa đang cắt mưa. Mưa chưa lọt được xuống gốc. Tín lắm. Đây, chi chi. Đây. Con giặt quần áo cho cả mẹ. Thank you.